Rồi, đang ngồi cạnh Jim phải không ạ? Yeah. Đấy. We are studying at Saigon University. At Saigon University. Ok. At school đúng không ạ? Mọi người có biết là at school phải không ạ? Đó, thì at university cũng như thế. At Saigon University. Ok, một bạn khác đi ạ. Một bạn khác làm cho mình từ câu 6 đến câu 10 ạ. Anyone? Mình chỉ định nhá. À, bạn bạn Yến ạ. Yes. Six, number six. There are 40 students in the class. There are There are 40 40 students students. in the class. Okay, in the class. Yes. Next. My pen is between the books and the computer, hoặc Okay. là among mình đang đang Among không dùng được các bạn. Among tức là sao? Mình có một cái tập thể và trong tập thể đấy thì mình ví dụ như among, ok? Ví dụ kiểu trong tập thể lớp của BA02 của chúng ta này thì chúng ta phải dùng từ among. Còn khi mà nói về vị trí đúng không ạ? Vị trí thì mình dùng từ between. Mọi người nhá. Yeah, between. My pen is between the books and the computer. Ok. Yes. Yeah, next. À, có nói không cô? Yeah. I saw a mouse behind I saw a mouse behind the chair. Okay. chair. My house is next to the hospital, hoặc là close to the hospital. Yeah, next to the hospital. I, right? Yes. Okay, and 10? We come from Vietnam. Yeah, come from. Cái từ này mình học rất là nhiều rồi phải không ạ? Come from. Cô Become. giáo này. Yes. À, sao mình không dùng từ see mà lại dùng từ saw? I saw a mouse ấy. So đây là thì quá khứ ạ. Thì quá khứ của chữ see. Có nghĩa là Ok. đã từng Yeah, nhìn thấy á, tôi trời. đã thấy, tôi đã thấy. Ok. Yeah. Còn see là đang thấy ạ. See chỉ là thì hiện tại đơn bình thường thôi. Đấy là kiểu nguyên thể hiện tại thôi, I see thôi. Còn đây là đã. Còn đang thì mình sẽ phải dùng một thì khác. Ok, mình Chuyên. sẽ tiếp diễn. Ok. À, mình sẽ học cái đấy sau mọi người nhé. Nói chung là tiếng Anh có cực kỳ nhiều thứ mình phải cần phải học, mà mình cứ học từ từ dần dần đã mọi người nhé. Ok. Rồi. Hôm trước chúng ta đã học unit 8 A và B phải không ạ? Hôm nay chúng mình sẽ học unit 8 C and D. Mọi người giở sách ra nhé. Đợi giờ mình Hãy chút để mình bật lên. Unit 8, C&D. Okay, go to SD. page 80. Yeah, SD. 80. Go to page 80. Fun in the city. Fun in the city. Nghĩa là gì ạ? Fun in the city? Fun in the city nghĩa là gì ạ mọi người? Fun là gì ạ? Đi trong thành phố à? No, fun nghĩa là Vui. các niềm vui. Các niềm vui, các thú vui. Những địa điểm Vui. vui chơi trong thành phố. Ok? Fun in the city. Ok, we have some vocabulary here. Chúng ta sẽ học với các những cái vocabulary ở trong sách trước. Còn nếu như mọi người nghĩ thêm những cái địa điểm nào khác trong thành phố, mọi người có thể bảo mình và mình sẽ mở rộng từ vựng ra cho mọi người. Ok. The first one is amusement park. Amusement park. Mọi người đọc theo mình nhé. Nếu như mọi người Amusement ngại thì park. có thể tắt mic đi.
Nhưng mà mọi người phải đọc, khi mà mình học từ mới chúng ta phải đọc lên nha. Amusement park. Amusement park. Yeah, là gì ạ? Park là gì nhỉ? Công viên là chị Đó là ạ. công viên, yeah, công viên giải trí, ok. Công viên giải trí, công viên vui chơi giải trí. Next, aquarium. Aquarium. Yeah, aquarium là Aquarium. Cái gì ngầm à? Biển, aquarium. lòng, dưới biển à? Nó là thủy cung mọi người nhé. Thủy cung. Yeah, thủy cung, aquarium, thủy cung. Aquarium cho chúng ta còn có nghĩa là cái bể cá cơ. Ok. Nhưng mà aquarium trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch là thủy cung nha. Bởi vì nó là một khu vui chơi mà chúng ta không được vui chơi ở bể cá được. Ok. Next, we have movie theater. Movie theater. Ok, movie theater. Movie theater. Là gì ạ? Đang xem cái gì nhỉ? Movie là gì ạ? Movie là gì ạ? Movie là gì mọi người? Không phải giả chiếu phim mà cô. Dạp Giao chiếu kịch phim ạ, à? dạp chiếu phim. Movie là phim đúng không ạ? Theater là dạp, dạp chiếu phim. Hoặc chúng ta có một từ khác cho dạp chiếu phim là cinema. Ok. Cinema. C-I-E, sorry, C-I-N-E-M-A. Cinema. Người ta hay viết là CGV cô nhỉ? CGV là cái hãng đấy ạ. Cái hãng movie bây giờ chứ không phải là cái tên người ta. Ok. CGV là hãng, hãng cinema, ok? Cinema. Next we have museum. I'm sorry. Museum. Museum. Yeah. Museum là À, bảo tàng. bảo tàng. Yeah, that's right. Next we have That's right. science center là Trung tâm khoa học. Science trung Center. tâm. Trung Yeah, tâm trung tâm khoa học gì đây? khoa học. Trung tâm khoa học. Tức là vào đây là chúng ta sẽ học các thứ liên quan đến khoa học, Science trải nghiệm các thứ liên quan đến khoa học. Cái này ở Việt Nam mình không có phải không ạ? Ít. Hoặc là mình chưa biết đến. Science, mọi người nhớ nhé, cứ nhớ cái từ đấy nhá. Science, không phải là scan hay gì đâu. Nhiều người đọc cái này là scan. Ok, Science. science. Science Science center. Science Center. Yeah, next we have swimming Swimming pool. pool. Bể bơi. Bể bơi Swimming rồi ạ. pool. Next we have Swimming pool. water park. Water park. Water Công viên nước. park. Yeah, công viên nước, park, công viên, water, nước, đúng không? Một từ ghép rất là đơn giản. Water park. Next we have Zoo. zoo. Zoo Sở là thú. Vườn bách thú. thú. Yeah, sở thú, mấy thú. Cái từ liên quan đến con thú. Ok, mọi người còn khu vui chơi gì nữa? Có cần, mọi người cần học không ạ? Chắc hết rồi đấy. Ok, bởi vì là thực ra chúng ta cũng ít khi đi chơi nữa, bởi vì là cuộc sống rất là bận rộn với cả COVID phải không ạ? Nên chúng ta không đi chơi nhiều. Ok. Ok, chúng ta sẽ đọc lại các từ này nhá. Amusement park. Amusement park. Aquarium. Aquarium. Movie theater. Movie theater. Ok. Museum. Museum. Science Center. Science Center. Okay. Swimming pool. Swimming pool. Water park. Water park. Okay. Zoo. Zoo. Rồi ạ. Mình xin lỗi, một bạn mới vào đặt tên là BA02 on là bạn nào đấy ạ? Hello? Có phải bạn Thủy không ạ? Các bạn lần sau vào, các bạn khác đều đặt được tên này, mọi người vào cố gắng đặt tên nhé. Không, đừng đặt tên lớp mình, ok? Đặt tên của mình ấy ạ. Ok, được rồi. Bạn nếu bạn nghe được thì bạn bảo tên giúp mình nhé.
Okay, conversation, tourist information. Tourist information có nghĩa là thông tin du lịch. Yeah, thông tin cho khách du lịch, phải không ạ? Khi mà người ta đi du lịch ở nước ngoài, thì ở nước ngoài hoặc là những chỗ nào mà xa, người ta không biết cách đi, không biết hướng đi, thì người ta sẽ phải đi đến những cái chỗ và cung cấp thông tin. Okay. Bây giờ mình xin mời hai bạn đọc bài. Mình xin mời hai bạn đọc bài. Ok, bạn mới vào tên là gì đấy ạ? Mình là Thủy ạ. Ok, chào bạn Thủy. Bạn không đặt được tên à bạn? À thế thì chắc là mình lúc đầu mình cài mình chưa đặt tên. Ok. Không sao đâu ạ. Được rồi, bây giờ mình xin mời hai bạn đọc đoạn hội thoại này. Hai bạn nào Phương Phong ạ? Yes, me. Ok. Bạn Dũng muốn phát biểu đúng không ạ? Bạn Dũng và bạn bạn My, bạn nào vừa My đấy ạ? Thủy ạ. Ok, bạn Dũng và bạn Thủy. Bạn Thủy sẽ là sẽ là Larry và bạn Thủy sẽ là Maggie, ok? Mình là Larry. Yes. Bạn Larry là bạn con trai đấy ạ, và Maggie là bạn con gái. Ok. Hello. Can I help you? Yes. Is there a museum near here? Let's see. Yes. There is a museum across from the park. And is there an aquarium in this city? Yes, there is near the museum. It's a very nice aquarium. Great. I have one more question. Are there any amusement parks? There aren't any amusement park, but say a night wet park. Water park. Okay. Mình xin mời hai bạn khác ạ. Mình xin mời bạn bạn Luyến là không nói được không ạ? Bạn Khánh Linh và bạn Nhài ạ. Ok. Bạn Linh sẽ là Larry và bạn Nhài sẽ là Maggie. Hello, bạn Linh ơi, bạn nghe có nghe thấy mình không ạ? Oh. Bạn Linh hình như out rồi. Thế bạn Yến ạ, bạn Yến và bạn Nhài ạ. Yes. Hello. Bạn Yến làm Larry, bạn Nhài làm Maggie ạ. Yes. Hello, can I have you? Yes. Is there a museum near here? Let's see. Yes. There are a museum across from the park. And is there an aquarium in the city? Yes, there is. It is near the museum. It's a very nice aquarium. Yes, I have one more question. Are there any amusement park? Okay. Amusement park. There aren't any amusement parks, but there are a nice water park. Okay. Bây giờ mình sẽ đọc và chỉnh phát âm cho các bạn, các bạn chú ý nhé. Thứ nhất, chữ he, các bạn hay đọc là hello mà nó không phải là hello, ok? Nó là hello. Các bạn muốn có giọng của nước ngoài, ít nhất cái từ hello bạn phải đọc đúng đó, ok? Hello.
nhá. Nghe tiếng trẻ con khóc. Hello, okay. Can I help you? Hello, can I help you? Yes. Is there a museum? Sorry. Yes, is there a museum near here? Let's see. Yes, there's a museum across the park. And is there an aquarium in the city? Yes, there is. It's near the museum. It's a very nice aquarium. Great. I have one more question. Are there any amusement parks? There aren't any amusement park, but there's a nice water park. Okay. Hello, can I help you? Xin chào. Tôi có thể giúp gì được bạn? Đây là tức là mọi người biết Larry là người Larry là khách hay là người tư vấn ạ? À, người tư vấn. Yeah, đúng rồi. Yes. Tôi giúp được bạn không? Có đấy. Is there a museum near here? Các bạn chú ý cái từ there không? Mình vừa chỉnh rồi, không phải là yeah, không phải là there. 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 Các bạn cắn lưỡi giữa hai hàm răng, thở hơi ra. There. 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 Nhưng mà đừng cắn mạnh quá. There. Is there a museum near here? Okay. Is there a museum near here? Ở gần đây có cái bảo tàng nào không? Let's see. Yes, à có đó. There's a museum across the park. Có một cái bảo tàng ở đâu ạ? Gần công viên. Không phải gần. Across là gì ạ? Ở trong. Across là. Across from là gì ạ? Đối diện sao? Đối diện nữa rồi, hôm trước vừa học mà, mọi người ơi. Okay, across from the park, đối diện cái gì ạ? Công viên. Công viên. Okay. And is there an aquarium in the city? Aquarium in the city, có cái gì ạ? Thủy cung. Okay. Thủy cung, có cái thủy cung là trong thành phố nào không? Thành phố. Yes, there is. Yes, there is. It's near the museum. It's a very nice aquarium. Có ở gần gì ạ? Museum. Bảo tàng. Chúng ta có âm trọng âm thứ hai là museum, okay? Mình cũng phải nói thật là mình đã quên cả âm 1 rồi, nhưng mà thực ra âm 2 mới đúng. Museum. Okay. Museum. Có một cái aquarium ở gần đây đúng không ạ? Nó gần cái bảo tàng. Bảo tàng. Nó rất là đẹp. Nó là một cái thủy cung rất là đẹp đúng không? Tuyệt vời. Mọi người tắt mic đi cái. Ai không có nhu cầu nói. Mọi người tắt mic đi hoặc là cảm thấy background của chúng ta có tiếng ồn thì tắt mic cho mình ạ. Ok. Bạn Dũng background bạn. Ok. Rồi. Great. I have one more question. Tuyệt đấy. Tôi có một gì nữa ạ? Một câu hỏi nữa phải không ạ? Đấy, từ câu hỏi này chúng ta sẽ đọc là question chứ không phải là question, ok? Question. Tôi có một câu hỏi nữa. Are there any amusement parks? Are there any amusement parks? Có cái gì nhỉ? Công viên giải trí nào không? There aren't any amusement parks. Không có công viên giải trí nào cả. But there's a nice water park. Nhưng mà có một cái gì ạ? Công viên nước rất là đẹp. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ xin mời hai bạn đọc lại đoạn hội thoại này để xem các bạn có tiến bộ gì hơn không sau khi mình đã chỉnh phát âm cho mọi người.
Ok, mình xin mời bạn. Bạn Linh là vừa out rồi đúng không ạ? Ok, bạn bạn Luyến bạn nói được chưa ạ? Nó đọc được không? Ok, khi em đọc bạn được Luyến sẽ đọc. Và bạn bạn Thủy đi ạ. Yes. Hello, can I help you? Yes. Is there a museum near here? Let's see. Yes, there is a museum across from the park. And is there an aquarium in the city? Yes, there is. It's near museum. It's a very nice aquarium. Wait, I have one more question. Are there any amusement parks? Amusement parks. There aren't any amusement park, but there a nice water park. Okay. Rồi, các bạn có phát âm tốt hơn một chút rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học ngữ pháp. Mọi người đợi mình một chút, mình chia sẻ cái file Word để mình làm cho mọi người ngữ pháp của hôm nay nhé. Ok. Oh my god, các bạn đợi mình một chút, mình cắm sạc. Anyone laughing? Ok, here. Chúng ta sẽ học về cách nói ở đó có, ở đây có, ở đó có. Ok. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ học được về there is. Và there are. Ok. There is chúng ta sẽ cộng với cả danh từ thế nào ạ? Danh từ số ít, đúng rồi ạ. Tuy nhiên, rồi ạ. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải có hai trường hợp là nếu như mà danh từ số ít đếm được, đúng không ạ? Thì phải có ơ hoặc ân mọi người nhá. Một cái gì đấy cộng với danh từ đếm được số ít. Danh từ số ít hoặc không đếm được. Thế còn there is có một trường hợp tiếp theo đó chính là there is không có ơ ân gì cả cộng với danh từ không đếm được mọi người nhé. Ok, đếm được với không đếm được mọi người biết rồi phải không ạ? Mình học từ cái bài food rồi. Ok, ví dụ này. Sorry, mình bấm nhầm. Ví dụ chúng ta sẽ có ở đó có một cái gì nhỉ? Amusement park. Thì bạn sẽ nói thế nào ạ? There is an amusement park. Ân hay ơ ạ? Ơ hay ân ạ? Ân. Amusement. Vì sao amusement thì phải là một chữ A vào đúng không? Amusement. It's an amusement park. Ok. Còn nếu không đếm được thì mình sẽ nói là there is, ví dụ có đường chẳng hạn, đường sữa ấy ạ. There is sugar. Ok. Sugar. On the table. There is sugar. Không đếm được mà. Không đếm được mà sugar chúng ta không đếm được, chúng ta coi là số ít nhé. Ok, đây cái trường hợp này này. Đó. Tiếp theo đến TA chúng ta sẽ cộng với cả danh từ thế nào ạ? Số nhiều. Đếm được hay không ạ? Đếm được đúng không? Mình phải đếm được mình biết là nó nhiều hay ít đúng không ạ? Ok. Danh từ đếm được số nhiều. Tức là mình phải thêm gì ạ? Số nhiều là mình phải thêm
Tiếp S hoặc AS đằng sau danh từ. Ok. Ví dụ như là there are có 5 cái cinema trong thành phố đi ạ. Thì là there are gì ạ? 5 city cinemas. Cinema in the city. Ok, mọi người giữ cinema cho mình theo S chưa ạ? Ok. Cinema. Ok. Tiếp theo bây giờ chúng mình sẽ học cách hỏi. Ok. Sẽ học cách hỏi mọi người nhé. Cách hỏi. Thường is there, câu hỏi is there nêu trên đúng không ạ? Cộng với cả ân nếu như mà đếm được đúng không ạ? Cộng với danh từ đếm được. Đếm được số ít. Hoặc đếm được số ít. Hoặc không đếm được, ok. Ví dụ is there a park near here? Ở gần đây có cái công viên nào không? Vậy mình sẽ trả lời thế nào ạ? Có hai cách trả lời là yes, there is. Yes, there is. Đúng rồi ạ. Và no, no, there isn't. Rồi ạ, tiếp theo đến are there. Are there là đến đối với danh từ đếm được số nhiều rồi phải không ạ? Ok, nhưng mà chúng ta không câu hỏi, chúng ta phải có từ any nữa mọi người nhé. Are there any? Ok, cộng với cả danh từ đếm được số nhiều. Ví dụ, hiểu. Có cái có cái công viên nào ở gần đây không? Đúng không ạ? Nhưng mà ý của mình là đang hỏi nhiều cái chứ mình không hỏi một cái. Ok. Thường thường khi hỏi người ta sẽ thường, các bạn nhớ cho mình cái từ any này này. Sau any này là phải cộng với danh từ đếm được số nhiều. Mà đã đếm được số nhiều là mình phải dùng are there. Ok. Tất cả nó bắt nguồn từ từ any này mà ra. Are there any parks in the city? Các bạn mời sẽ trả lời thế nào ạ? Yes, trả lời. Yes. There are. Okay. Và no. There aren't. Okay. There aren't. Rồi ạ. Mọi người tìm cho mình thử xem trong bài lúc nãy, cái bài đoạn hội thoại mình đã học ấy, có những câu nào sử dụng cái is there, are there này ạ? Mọi người đọc lên cho mình nào. Mọi người tìm thấy chưa ạ? Câu đầu tiên là câu nào ạ? Museum near here. Is there a museum? Is there a museum near here? Ok, đúng rồi, cái câu đầu tiên. Câu thứ hai là gì ạ? À, câu thứ hai sử dụng there is, đúng không ạ? There is a museum across, across from the park. There is a museum across from the park. Ok, câu tiếp theo sử dụng is there là gì ạ? Is there an aquarium in the city? Is there an aquarium in the city? Aquarium okay. In the city. Trả lời là yes, there is, đúng không ạ? Yes, there is. Okay, tiếp theo. Câu hỏi dùng are there nè. Are there any amusement parks? Okay, are there any amusement parks? Yeah. Trả lời là there aren't any museum. There aren't any amusement parks. But there is a nice water park, okay? Đó. Đây, cái thứ chúng ta sẽ cũng có thể là there is hoặc là there isn't ở đây đúng không ạ? There isn't ở đây. There are, there aren't, cũng được. There aren't. Okay. Đó, mọi người chép bài vở giúp mình ạ. Okay.
Chép xong rồi cô ơi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập mọi người nha. Rồi, mọi người sẽ vận dụng các câu hỏi. Mọi người sẽ vận dụng các câu hỏi để hoàn thành các câu ở phần 3 trang 81 ạ. Phần A 3 trang 81. Và thêm vào đó, chúng ta không chỉ hoàn thành các câu hỏi mà mọi người sẽ viết thêm một câu trả lời yes hoặc no để nói về kiểu xung quanh bản thân mình luôn nhé. Ok? Nếu như có mọi người sẽ trả lời yes, không có thì mọi người sẽ trả lời no. Ok? Mọi người sẽ làm bài tập này trong vòng 2 phút hoặc 3 phút ạ. Ok, bạn làm xong bài chưa ạ? Xong rồi. Ok, bây giờ bạn nào muốn xung phong để trả lời bài câu hỏi ạ? Đặt với trả lời luôn rồi cô. À, vâng ạ. Làm từ câu 2 ạ. Are there any water park? Are there any water parks? Bạn nhớ nhớ cái âm âm đuôi của chúng ta nhé. Yeah. Ok, trả lời thế nào? No, no there aren't. No, there aren't. Ok. Next. Is there an aquarium? Okay. Trả lời ạ. Yes, there is. Yes, there is. Okay. There is. Are there any museums? Yeah. Museums. Okay. Trả lời ạ. Yes, there. Chắc là có phải không? Chẳng biết đâu. Cứ xem là yes, there, there, đi cô.
Okay, yes, there is. Yes, vậy là museum there số nhiều đúng không? Are there any museums here? Yes, there are. Okay. Oh. Is there an amusement park? Park. Vậy là park. 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 No, there. No, there isn't. No, there isn't. Okay. Are there any movie theaters? Okay. Yes, there are. Đúng rồi, mọi người nhớ cho mình là hỏi gì trả lời đó, okay? Tất cả các câu mà cứ hỏi do, hỏi does thì mình trả lời do, does. Hỏi is, hỏi are thì mình trả lời is, are, okay? Hỏi gì trả lời đó nha. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến phần speaking và chút nữa các bạn sẽ được hỏi và trả lời với nhau. Chúng ta sẽ có các place, người ta được kia, người ta kia, movie theaters, museum, science center, swimming pool. Hoặc mọi người có thể add thêm những cái place mà mọi người thích. Tiếp theo đó là location, tức là nó gần cái gì, nó đối diện cái gì, nó giữa cái gì với cái gì. Mà những cái mà hôm trước chúng ta đã học đấy ạ. Ok, mọi người sẽ ghi location của nó và extra information, các cái thông tin khác như là nó tên là gì, nó tốt hay là nó không tốt, nó có đẹp hay không. Nếu mọi người cho thêm vào thì càng tốt để có thể kiểu extend cái bài nói của chúng ta thêm thêm ra thì càng tốt ạ. Ok, nhưng mà hai cái tối thiểu của chúng ta là place và location nên mọi người cần phải làm được nhé. Mọi người sẽ chuẩn bị cái phần bài này rồi chúng ta sẽ hỏi và trả lời liên quan đến cái này, đến cái phần này, phần is there are. Ok, bây giờ mình xin mời bạn một cặp đầu tiên. Mọi người sẽ mọi người hỏi, mọi người trả lời. À, bây giờ mình sẽ cho mọi người một cái mẫu một đoạn hội thoại trước để mọi người có thể bắt chước theo nhé. Ok, mình sẽ vừa hỏi và trả lời luôn này. Are there any movie theaters?
near here? Yes, there is a movie theater. Where is it? It is opposite, hoặc là across from mọi người nhé. It is opposite the supermarket. Oh, thank you. Thế được rồi. Nếu như mọi người muốn thêm extra information thì sẽ là is it a good movie theater? Yeah, it is very big and nice. Đó, thế được rồi. Thank you. Như thế. Bây giờ mình xin mời cặp đầu tiên. Mình xin mời bạn bạn nào muốn nói trước nào? Mọi người giơ tay nào. Khó luôn. Khó à? Câu hỏi là is there, are there, is there, where is it thôi, có gì đâu ạ. Bạn nào tự tin, bạn nào tự tin nói một đoạn nào. Tức là hai người nói chuyện với nhau chứ không phải là nói một nói tự nói với mình giống mình đâu. It's me. Ok, bạn Yến ạ, bạn nào nữa ạ? It's me. Yeah? It's me. Bạn nào bạn nói to, bạn Thủy ạ, ok. Bạn Thủy nói bé, mình còn không nghe thấy gì luôn. Ok, bạn Yến và bạn Thủy ạ. Bạn Yến sẽ hỏi, bạn Thủy trả lời, ok. Sau đó hai người sẽ cùng ngược lại với nhau ạ. Hello. Have you? Is there a zoo in your here? Near here, không có in near here mọi người nhé. Near here thôi. Yes. Yes, there is. Yes. Is Kima Street. Is on Kima Street. Yeah. Yes. Thank you. Cô ơi, cái này mình đã học hỏi bao xa chưa nhỉ cô nhỉ? Mình đã học hay là bao xa hay là hỏi bằng cách nào? Hỏi how far is it thì mình chưa học ạ. À, chưa học đúng không ạ? Nếu bạn biết làm thì bạn cứ nói cũng được ạ. Không sao hết. Yes, how far is it? How far from here to there? It's about 6 kilometers together. Yes. How to get there from here to there? How to get there from here? Thôi. Get there lại còn get to there nữa là không được. Yes. Get there from here. You can from go here. By bus or by motorbike. Yes. Thank you. Yes. It is easy to get there. Yes, time. Okay. Rồi, hai bạn ngược lại đi ạ. Một bạn và bạn Hà Nhài sẽ. À, xin lỗi, bạn. Mình lại quên mất tên bạn nào. Thủy. Thủy ạ. Okay, Thủy. Bạn Thủy sẽ hỏi và bạn Yến sẽ trả lời ạ. Are there any museums? Near here. No, there aren't any museums, but near here, there is a museum. There is cái gì ạ? Mọi người đang hỏi cái gì ạ? Museum đúng không ạ? Có nhiều cái museum này không? Thì bạn trả lời thế nào ạ? Một, có một cái ạ? Không, không có nhiều, chỉ có một. Ok, there aren't many. Ok, there aren't many. There aren't many museums. There is only one museum. Yes, there are only one museum. There is only one museum. There is one museum. Ok. Yes, it is next to the zoo. Next to the zoo.
And how far from? How far is it? How far is it? From here. From here to there. From here to there. Okay. About 3 kilometers from. Kilometers. Kilometer from here to there. Okay. Yes. Thank you. And I have one more question. Is there swimming pool in the city? Yes. In the city there are many swimming pools. Many swimming pools. Yes, swimming pool. Could you tell me some swimming pool in the city? Yes. There's near here there is one swimming pool. From here to there about 1 kilometer. Yes, thank you. Yes. Okay. Yeah. Rồi, tiếp theo bạn bạn Luyến và bạn bạn Dũng đi ạ. Hai bạn hỏi và trả lời ạ. Bạn Luyến nói được không ạ? Nói được không ạ? Nhưng mà không biết nói gì chứ. Is there any science center near here? Centers, okay. Bạn đấy bạn dùng any, bạn phải dùng are there, okay. Và đã dùng are there mình phải thêm s. Còn nếu như là is there bạn chỉ dùng là is there a thôi. Is there a science center near here? Okay. Bạn Dũng trả lời đi ạ. Yeah, Ray. How can I get there? Yeah. Có thể đọc lại không? How can I get there? Tức là kiểu như là hoặc về phương tiện ấy. Để làm nào đến đó ấy. You can go by motorbike. You can go by motorbike. Okay. Hỏi ai nữa cô? Các bạn quay đổi ngược bay đi ạ. Tức là bạn there any movie theaters near here? Yes, there. Ok, nó ở gần đâu? Nó gần cái gì? Mọi người gần location của nó. How often do you go there? How often do you go there? Yes, I do. Okay.
I often go there by bus. Okay. I often go there by bus. Được rồi, chúng ta sẽ tiến tiếp tục phần D. A great place to visit. Một nơi tốt để tham quan. Okay. Một nơi tốt để tham quan. Monterey Bay Aquarium. Cái thủy cung tên là Monterey Bay. Mọi người nhá. Monterey Bay. Okay. Bây giờ mình đọc cái dòng California's Monterey Bay Aquarium is a great place for people of all ages. Có này nghĩa gì? Là cái vịnh cái thủy cung của California thì rất là địa điểm tuyệt vời cho mọi lứa tuổi. Yeah, okay. Next, more than 35,000 different ocean animals live in the aquarium, including sharks, rays, and penguins. Okay, có này nghĩa gì ạ? Hơn 35,000 các loài động vật biển khác nhau thì sống ở trong cái thủy cung này, bao gồm có cá mập, cá đuối, cá đuối và hải và chim cánh cụt. Ray là cá đuối mọi người nhé. Ok. Cá đuối và chim cánh cụt. Được rồi ạ. There are 200 different exhibits and over 600 kinds of plants and animals in the aquarium. Ôi bố vào đi. Vào đi không em ơi. Có 200 exhibit. Đây là cái cuộc triển lãm đúng không ạ? Yeah, có hơn 200 cuộc triển lãm. Khác nhau và là trên 200 hơn 600 loại loại cây. Và loại cây và loại động vật ở trong thủy cung này. Yeah, okay. Almost 2 million people visit the aquarium every year. Visitors usually spend from 2 to 3 hours at the aquarium. Hầu hết là 2.000 người đã tới thăm cái thủy cung này hàng năm. Những người khách thì họ thường sử dụng thường mất khoảng 2-3 giờ ở thủy cung. Ok, dành 2-3 giờ. 2 triệu người đến đây thăm mỗi năm và những người đấy thường dành khoảng 2-3 giờ để ngắm ở thủy cung này phải không ạ? Ok. The water in the aquarium comes from Monterey Bay. It has food for many animals in the aquarium. Nước ở trong thủy cung này thì lấy từ vịnh Monterey. Nó có nhiều nó ở đây có thì có nhiều thức ăn. Tức là cái nước đấy mang nhiều thức ăn. Cái nước đấy mang nhiều thức ăn cho thức ăn và cho các loài động vật. Yeah, okay. There aren't any whales or dolphins in the aquarium because you can see them in the bay. Sẽ không có bất kỳ cá voi hay là cá heo nào ở trong thủy cung này, bởi vì thì bạn có thể nhìn thấy chúng ở trong vịnh. Ở trên vịnh đã nhìn thấy rồi nên trong thủy cung không cần có nữa phải không ạ? Visitor information cards in Spanish, French, Chinese, Japanese and other languages are at the information desk. Thế có này nghĩa gì ạ? Ôi sao màn hình nó tự dưng nó cứ nhiễu. Really? Mình thấy màn hình của mình bình thường mà.
Những cái có sách. Ok. Thông tin. Những cái thông tin, thẻ thông tin được rồi ạ. Những cái thẻ thông tin, những cái Thông tin tức là thẻ thông mẫu tin tin sẽ ở, có phải bằng sẽ tiếng có bằng tiếng gì ạ? Tiếng Spanish, tiếng Tây Ban tên Nha, France, Pháp, Pháp, tiếng Trung Quốc là và Spanish, các Nhật, tiếng khác, và các loại tiếng khác ở bàn thông tin, đúng không bàn ạ? Thông tin. Yeah. The aquarium is on the corner of David Avenue and Catherine Row in Monterey, California. Thì cung này thì nằm ở góc của đại lộ David và Row là cái gì nhỉ cung? Row là đường hết đấy ạ. Row. Đường Canary, tức là ở giữa. Đã dễ hơn David với cả Canary đúng không ạ? Ở Monterey, California. Can't visit? Go to the e-aquarium on our website. See live webcasts and download video and podcast. Không đến thăm được, không đến thăm được ư? Thì hãy đến, hãy lên thăm thủy cung trên mạng đó, e trên mạng, trên website của chúng tôi. Các bạn có thể xem kiểu như là xem webcast giống như kiểu livestream. Ok. Và download video và podcast. Podcast là những cái kiểu như là các bạn sẽ có những cái người hướng dẫn viên, người ta ngồi đấy, người ta nói, người ta hướng dẫn cho mình, thì là podcast. Ok. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta, các bạn sẽ dành 3 phút để trả lời câu hỏi ở phần C.